Đúng 12 giờ trưa, Vư Gia Pó cùng vợ đã đặt chân xuống mảnh đất quê hương Khâu Vai. Chào đón anh là những cái ôm, những nụ cười và những cái bắt tay chúc mừng của bà con hàng xóm trong xã. Bữa cơm trưa đoàn tụ sau 2 năm xa cách của gia đình anh Pó đã được xã Khâu Vai tổ chức ngay tại trụ sở ủy ban. Mâm cơm đơn giản nhưng ngập tràn tiếng cười và những chén rượu mừng ngày anh trở về. Và khi niềm vui dâng lên cao nhất là lúc nước mắt bật ra. Vư Gia Pó đã không còn kìm nén được niềm hạnh phúc tột cùng khi được trở về trong vòng tay gia đình. Anh đã khóc trên suốt chặng đường từ ủy ban xã về đến nhà. Khóc khi được gặp đứa con trai út mà khi anh ra đi nó chưa đầy 2 tuổi. Khóc khi được gặp người mẹ vợ mà anh kính trọng như mẹ đẻ suốt hơn 20 năm qua. Người đàn ông mông mạnh mẽ vượt qua gần 6.000 km nhưng cũng không thể cầm lòng khi được gặp những người yêu thương và nhất là khi đặt chân trở lại tổ ấm mà anh đã xa hơn 2 năm qua. Giữa những tiếng khóc nức lên vì xúc động, ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng của các thành viên trong gia đình. Anh đi ở nhà buồn lắm, giờ anh về cả nhà rất vui. Tôi xin cảm ơn chính quyền và các nhà báo đã giúp đỡ để đưa chồng tôi về. Cháu vui lắm, cháu sẽ không cho bố đi nữa để bố ở nhà nuôi gia đình. Trong suốt chặng đường đó, tôi luôn nhớ về gia đình của mình, bởi tôi đã là trẻ mồ côi từ tấm bé. Giờ đây, được trở về nhà, tôi rất hạnh phúc, nhưng cũng hơi buồn vì giờ đây chẳng còn gì cả. Ruộng nương, bò thì cũng đã bán cả rồi. Tôi không biết cuộc đời còn lại sẽ như thế nào. Tạm quên đi những nỗi lo toan về cuộc sống trong tương lai. Những ngày tới vẫn sẽ là những ngày ngập tràn niềm vui, hạnh phúc với gia đình Vư Gia Pó. Có lẽ những tháng ngày cô độc, khổ sở, cay đắng nhất trong cuộc đời đã lùi lại đằng sau bước chân của Vư Gia Pó, người đàn ông Mông có cuộc đời kỳ lạ. Pó bắt đầu rời khỏi quê hương từ ngày 30 tháng 4 năm 2012, sang Trung Quốc để làm thuê. Từ thời điểm đó trở đi, Pó bật tin tức. Không hiểu bằng cách nào, anh lưu lạc hơn 5.800 km băng qua Himalaya đến tận bang Azad Kashmir, Pakistan, tháng 10 năm 2013. Đây có lẽ là một bí ẩn mà nhiều người đang mong muốn khám phá. Lời giải đáp có thể sẽ đến trong phóng sự sau của VTC14.